He. Nó căng nặng luôn. Nó căng luôn. Trông mới thôi mà. Nghe đây. Wow. Hồ lêu. Mấy giây mà. Phút. À, phút dự. Thứ. Wow. Ok. Ôi giời bạn gì. Ok. Ok ra đi. Xong đơn giản. Xong xuôi tỉnh cả. Hai video đấy xong chứ đơn giản thế thôi đây thật là đơn giản. Quay mười đi nhỉ. Đâu, lỡ đặt một chút. Được chứ. Tầm mấy. Xét chưa thấy xét kèo hơn năm. Quên mở mấy phút rồi. Tại đó là tầm tiền đấy không? Tầm mấy giờ mình hỏi cái sự đàng hoàng chi tiết chuẩn bài. Đâu? Shipper là gọi mình thế. Là 47. Ship là gọi thật đi. Nếu chạy ra ngoài thì được. Vừa mình quay 89 nhỉ? 9 giờ. Ừ. 9 phút được rồi. Đây nghe. Cho tôi nghe vào. Thứ 10. Phút thứ 9 còn chạy ra ngoài. Cho tôi nghe vào gì rồi, cho tôi nghe vào thôi. Phải khóc nỗi đau này. Tìm cho. À, ok miếu được luôn. Triệu còn gì cho nhau xa thương anh đánh rơi còn lại lúc nào chỉ...
tại Pocket TV. Pocket TV. Chúng phải đang nghĩ. Ok. Thích thế. Rồi xem nào. Thông minh nha. Được. Ngu chứ. Tạm dừng lại ngay, đi ra ngoài. 5:30 trước. 10 phút này. 10 phút. 3 phút nữa. Rồi ra. Maybe. Làm gì? Sướng, đủ sướng thì mới là nhiều. Mới cả đủ sướng ra chứ. Đủ sướng thì cũng không ra nhiều đâu. Không phải hiểu đủ sớm mất thứ ấy. Mới ra mất nhiều. Tốt cùng. Đấy. Vậy thế về kiểu các mô các tế bào ấy. Có phải cho một cái kích thích à. Đấy, xả thân này. Kiểu các chuyển xung thần kinh lên não. À đúng. Chuyển tín hiệu đến các xung thần kinh. Xong rồi xung thần kinh kia chuyển lên não. Và 10. Đã đi ăn rồi. 5:10 mà không làm gì được. Hay. Ôi, chịu không? Thế sao bây giờ? Mục tích mà xong. Thế để chịu thôi. Chứ không gì nữa. Đỡ làm sao. Rồi, như này. Bi 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 trên sông bờ mi người ra đi 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 người yêu ơi sao em lại không nói nên lời. Ok em. À.
Yeah. Hey.